Dạ Tùng xin chào quý ông bà cô chú, quý anh chị và các bạn. Tùng cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Tùng đang ở bờ sông cả nhà. Phía dưới xuồng là anh Phúc và cháu Kiệt. Dạ, con chào bác Sáu. Sao bằng cỏ hay sao? Đây là bác Sáu mẹ anh Phúc rồi cả nhà. Sao dạ, mấy anh em con đi bắt Hugo nha bác Sáu. Anh em mày gắng đi cái này vô mánh chung mánh rồi. Dạ. Ờ anh ba, anh ba ngồi vậy anh ba. Ở đâu quá nằm chỗ đó luôn. Mưa không, anh Phúc? Mưa không? Này chắc xì tin quá. Thấy chưa? Ngày cũng muốn xì tin, có muốn xì tin. Bữa nay là chúng tịch luôn à. Trong gạch gạch ào 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 luôn rồi đó. Nước mà mới đứng nước. Bữa nay canh nước là còn mới tịch xuống. Trong mé nãy xuống. Mé xuống nãy giờ đâu rồi. Gạch mình còn nữa gạch. Hiểu rồi. Trời, ở dưới Dương Tư nhiều khi cúng lứ rồi cái gạch cạn gạch vô không được luôn. Rồi lên lưới nè. Trời gì mau vậy? Ê dạ. Ê. Nó quên hoài luôn kìa. Không có một miếng à, bước qua được hai miếng. Lạ lạ phải không? Lạ chân nữa rồi. Đây đàng hoàng để nằm trên đất. Trên tim đi ba. Đừng có mới vô có cá con nha. Mẹ nay kiện có hên nữa đó. Thấy trời nó nói mỗi bảy nằm ai nhờ lên thiệt trời. Giờ nó có bảy rồi. Chứ đâu mà có. Nói gì cái đồ ta. Cái bọc. Dạ. Có bọc là sẽ có cá. Có cá là có cực cò. Có cá là có bọc. Đó, có cá rồi đó. Vì con đi mốt trên cha đó nữa đó. Mày vô không, vô không. Ngày bốn y bằng nước đêm hả ta? Thế kia ở đâu anh Phúc? Hả? Nằm ở chứ bè dưới ra. Dưới con trăm thước hả? Lấy giờ hết rồi. Đó con gì? Hò biết. Xin chúc mừng viên. Ôi viên chị. Xin chúc mừng viên chị. Chị có cá nữa rồi. Có cá nữa rồi. Anh ba bữa nào cũng có thu nhập ha. Cũng được. Bữa nào cũng có. Mà hôm anh ba làm được chục ký á. Vậy hả? Hôm không có được mấy cá tốt thôi chứ anh ba hôm làm được chục ký á. Tính ra hôm mà chơi bắt chỉ số rồi con ăn. Chở bà con gặp tới chín con. Học trò cái cây là thuộc về anh ba báo mình. Ba báo. Ăn no rồi bảo. Bệnh luôn. Đây là một cái tên dễ thương thân thương nha nhà, cả nhà chứ không có ý gì hết á. Tại ở nhà anh Phúc hay gọi cháu Kiệt chị. Đó nữa nè. Đó nữa nè. Gỡ. Ôi. Này nhỏ nhỏ. Trên đây không bằng cá dưới cá, trên đây không bằng cá dưới kia. Thôi cá dưới kia kìa. Đây cái cây đầu dưới á. Cá mới bự, này nhỏ nhỏ thôi. Bữa nay có ai thả lưới neo không anh Phúc? Có thằng Trung thả đó. Nó Trung với nghĩ hai thằng dính lẹo đó. Ở trển là không ai chứ hả? Trển không ai chứ. Trển uống nước tối không. À băng à. Ủa gì? Bà đôn nữa ha. Hả? Bia đôn. Bia đôn. Kiệt đến bia đôn. Quýnh cái đôn xuống dưới được con. Không lẽ em thua bà báo thôi trời. Ha ha ha, ai biết đâu, không chui. Mình có thủ được 2,5 kg thôi, ăn mình bà báo được rồi.
Có, em sổ rồi. Có rồi, có rồi. Bà không được ăn. Vậy giờ không thu bà máu. Cũng có à. Được con có sổ nhỏ. Sổ dâm. Cái này sổ dâm không ta? Con sổ nhỏ mang lại niềm vui nhỏ nhỏ. Vui. Nhỏ nhỏ như con. Dạ. Hên có mang bao tay à. Để con còn nữa chứ đâu nhiêu đó sao. Sổ cái. Đấy, có 54. Yếu quá yếu. Lên bự coi. Đó, bệnh cái gốc lên cá coi. Gốc nè, bệnh nãy giờ nè. Cá gì đây nè. Bệnh nãy giờ kéo thở khỏi nè. Ở đây gặp gốc đâu có ngán đâu. Nhìn trên diện dưới nó bệnh. Đâu cần mổ đâu. Gì đây. Vô không? Cá nó kìa, ép kìa. Đừng có cá ép. Ồ. Đẹp ha. Thằng quay. Ấy da, bị bết. Ê, không nhảy. Ê, không nhảy. Gì đâu, nó xa độc hay sao kìa? Khỏi xa. Múc nước vô. Cho nó miếng nước hả? Cho nó miếng ngọt. Này xa vậy là biến tác nó. Ê, cái nón. Liền lấy con măng đá làm cái cá cao cao lên chứ nói dính neo nghe dính neo là buồn lắm á tôi mới á chứ phải lên cẩu á nó lũ xuống đi kìa coi cái cho đều rồi à bên nè hai ba đúng rồi ủi xuống đi. Ủi đâu? Ủi xuống quay cái xuống. Lái lên trên ủi mạnh xuống chứ. Dạ rồi. Tại này lưới đưa lên. Má giờ chú Tùng có nhiệm vụ làm á. Cái tụ nhẹ không đâu, chú thấy chưa kìa. Lên chưa? Lên rồi. Nó trên thùng nặng như ta. Công nhận xịt ga khói đen lên liền ha. Ga khói đen mà chưa lên. Này phải ga khói đen mới có lực được chứ không ga khói đen không có lực. Bữa nào mà ủi mà ga khói trắng luôn mới hiểu. Nhớ kệ đi có cá à. Nhớ không? Chị kéo kiểu đó hỏi sao. Qua này của nấy lưới hoài. Trời đi bạn ơi. Hôm mới tập game về mà không kéo mạnh á. Kéo hồi về chả ngủ nữa nằm nữa hả. Tôi gọi tao nằm dưỡng sức tối tao quýnh tí. Đúng rồi. Ra anh con bự bự ngay. Sủ đâu rồi Tài. Nó dục cái bực thì mình dính nữa rồi. Ô, có. Đó, nguyên cái bọc bành đi. Nó tưởng cá luôn kìa. Giờ nằm xuống. Nổi, kẹp, xong kẹp. Ôi nữa. Ôi nữa hả? Ôi nữa. Mạnh luôn, cho nó lên gò, xuống ruộng luôn. Quýnh một phát ngọt đè nó nghiêng luôn á. Lên bờ xuống ruộng luôn, bờ hang cái xuống chà bá luôn coi. Không không giữ hai giữ kìa có thiệt khói đen làm gì còn lại chơi thấy khói đen chưa rồi hiểu rồi đó hiểu gì rồi đó đưa lên đó thôi gọi dính lưới dính má rồi kéo cá kia đi này anh em gặp sự cố rồi gỡ từ từ được không chiên vịt chiên lứ cắt mới được chưa kéo cắt đi lứ mới luôn hả con lứ mới
chưa lên luôn hả? Chưa. Bởi vậy nó chưa lên sao tắt máy phải ủi tới hoài. Dính luôn. Nghiệt sát kìa kìa. Bết bà khúc chì nữa rồi. Cắt ra, cắt gỡ, gỡ, gỡ ra đi đừng ủi chứ. Hồi ủi chứ. Lâm nay được cục chì. Đó là chì chứ. Chị muốn khác chứ. Còn chuyện luôn. Đấy, chuyện luôn. Ôi ơi, chưa chắc mà bị nạn nữa rồi. Bị nạn là chuyện bình thường. Bữa nay anh ba báo, anh không báo. Mà thiếu Tùng báo anh ba. bị ta báo lại chứ, để báo hoài. Lâu lâu cũng bị thuốc lại chứ. Bị thuốc lại chứ. Chết luôn. Ruộng này, ruộng này đi, về chảnh cắt bỏ khúc này đi, con này mắc thịt dữ lắm. Đem ruộng đi. Tới chị, kéo chị lên mới được. Đâu, chị còn đang múc trên cha đúng rồi. Rút chị còn đang múc trên. Cắt cho bị ủi nữa nè. Mấy thước cái gì, hai thước đây hả? Hả? Hai thước hả? Không được. Ôi, đi nào quên, chị đi quên. Múc chút máy hả? Đó là tự mình đè mình và tự mình ngồi cắt lưới mình luôn mà. Vui. Ai nó làm gì làm mà cái sổ. Ôi trời. Không sao. Không sợ. Cái khúc đầu. Vậy kéo lên bỏ nó khúc chút thôi, không sao. Sao? Ôi. Hả? Ôi. Đã không? Gì? Chúng ta cũng cục dây thức cái thức mấy hai thức. Rồi rồi biết cái gì rồi, rọ dưới rọ nè, mới có cái này nè. Rồi đó, nghe lại, đưa lại cái tên anh ta báo rồi cho chú Tùng. Quá chạy gì chơi đòi giải vị trí rồi Tùng ơi, giải vị trí rồi Tùng ơi. Cái đó nó dính rồi, nó dính rồi, tại ủa nước nó phình lên bung gốc rồi nó phình lên. Bạn ủi nước, ủi lên, ủi xuống này nước nó phải chịu thôi. Ủi xuống nước phải tấp vô trong dịch rồi. Trời, bị hoài quen rồi. Hết sợ rồi. Thì cái qua anh còn muốn cái lưới mới đóng quá chát. Ông vô ông đẩy cái chọc phước thì sao. Quên dịch vô cái chọc phước lưới á. Là chạy quá, ông chạy dướng hả? Ừ. Ôi trời, lưới nó không nghe, nó kéo hình, nó hình luôn, cái máy tắt luôn, tắt ngọt luôn. Máy lớn ha. Cái máy đời mới năm người gửi cho nó, máy đang chạy xuồng cho nó. À dạ. Má thôi còn lấy con đáy con cái chụp khớt. Máy đó to xịn còn bền bỉ với nó chứ cái máy giờ không mua cái máy Thái Lan không bền nữa. Má giờ nằm mấy tháng gãy cốt con máy luôn á. Bây giờ máy nằm trong máy gãy cốt nằm trong kìa. Đó lên mới có bị da nên ba báo. Còn máy nữa hả? Còn cái nữa. Ê, máy dữ rồi. Mà gãy cốt rồi. Gãy cốt nằm trong. Gãy cốt là cốt là láp hả? Cốt giữa luôn, máy luôn á. Máy. À giờ phải sửa máy mới được chứ phải là sửa những cái láp. Làm lại mấy trăm ngàn cái cốt á. Sao kỳ trời, nước cái này kỳ ta. Đi nước ngày cũng không có bằng nước đêm mà ông nội ơi. Nói chứ anh ba báo cũng nhiều vụ lắm mà, mấy khi bánh tới bị tranh đó chứ đâu phải một vụ đâu. nhiều trận lắm. Anh báo thì nhiều trận dữ lắm rồi. Đó. Rồi, không phải, mọc không mà. Cái nào mà phình lên một cái cho đã mắt bữa rồi. Đứng phình bọc, phình cái. Cái bọc phình nhìn ngắn rồi. Trời, con cái thủ ơi. Con biết giờ này đang ngoài cục đá là bự rồi đó. Ủa cái thùng mình nó chơi hả ta? Đó. Mình là nó lên đá hả? Lên đá rồi. Mình dây lên. Mình dây lên này. Quất, ngày quýnh chất quất à. Ngày quýnh không có. Ở Hương Sương làm 4 cá rồi. 4 cái không đủ tiền dầu. Đúng rồi, không đủ tiền dầu, tiền lưới. Dầu lên tính tới tiền lưới. Dầu được rồi. Rồi chị lên xuống quận, hai quận hết mẹ lít mấy hai chiếc dầu rồi. Chạy một vòng là gần lít hả? Ừ. Đi lên xuống là lít. Đổ nữa lít. Chạy xuống dưới đây cuốn lưới chạy về luôn là lít. Lít trên lít. Mà ủi gì chưa tính nha. Ủi thua nặng nhẹ.
ăn thua là lưới nặng nhẹ lưới thôi đó. Rồi hết lưới rồi Tùng ơi, cái này mình nay cái này thất rồi. Thất rồi, còn bị nạn nữa. Còn bị nạn nữa. Cấm đầu. Cấm đầu mò có bao câu. Cái cục đá vẫn không cấm đầu. Giờ anh chạy vô đầu trong anh Phúc. Chạy xuống dưới kìa, đầu dưới. Ghe cho bè luôn. Dưới chân cái gốc bè đó, cái cờ đỏ vô gốc bè đó đó. Rồi, ok, em chạy. Đúng đi gốc ơi. Vuông ra dài dưới trời. Dạ sao không? Dưới dây dữ vậy. Không dữ vậy. Tiếc đi. Dạ tiếc đi, mưa tới rồi. Có cái nước ngoài không? Có à? Cái đồ cầm lại đó. Cái đồ cầm lại đó. Thôi cầm lại rồi. Cầm lại rồi. Cầm lại rồi. Trời ơi, bò luôn rồi. Đó, đó, đó. Đứng ra rồi, cứ chạy luôn rồi chạy. Chạy luôn. Chạy chưa? Chạy chưa? Tới luôn rồi, tới luôn. Nó xui xị à? Hả? Nó xui xị à? Ừ, xui xị luôn rồi. Vô nghĩa hổng nữa. Vô nghĩa hổng nữa rồi. Ủa, anh chỉ tụng quay, em quay múc ngoài được. Múc ngoài nó mới bo vô được, đúng như mày. Người chơi chơi ra ổng không? Đi cái dèo. Trời ơi, cái dàn lưới đẹp ghê luôn á trời. Tôi đánh ra trời đi xuống luôn à. Tối nay cái lưới này đừng đúng như gần cái hồng dàm này. Nó có nghe. Tối nay cái lưới đúng cái hồng dàm này nè. Hồng dàm hả? Tối nay nó hồng dàm không? Tối nay đi mình tính. Rồi về coi à, cục lưới đó. Cái nữa là nào. Ờ phao lên cột đã rồi. Rồi cái mẹ không chơi. Chơi vậy luôn hả? Một rồi. Rồi luôn đó hả? Người tới rồi. Chỗ này cũng phê. Á sáng ngày cho hù 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 tối thì im ghê. Tối im trời ngon quá trời ngon. Im quá trời. Còn sáng ối trời. Tối nào nghĩa có văn lưới rồi, văn câu không á Tùng? Có. Chắc có mà. Nước mẹ cũng làm liên tục rồi. Nước này yên tâm đi, nước lưới này câu lưới liên tục á. Ông mua hũ sẵn 2 kg móc. Đây dây hơi dài chứ không phải là lưới nó xuống. Nó nhìn chú Nghĩa ngồi móc dế, người nhìn ổng hồi ngồi mỏi lưng luôn chưa. Ngồi hay chơi. Dân sâu không kìa? Không. Cái xuồng này bự quá kéo không nổi. Xuồng kia. Xuồng kia. Yeah. Xuồng kia á. Cái vỏ hả? Xuồng ở trên bè á. Xuồng nó bơi nhẹ đó. Cao hơn sức đâu mà. Rồi làm lưới còn không kịp hở. Mà làm cái xỉu giống Nghĩa luôn á. Cái gì? Nghĩa không còn la mạp. Làm cho có tiền chứ bộ làm không tiền hả trời. Quay cá mà. Cứ cuốn sau là nước nó muốn xuống rồi. Quá 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 quá. Quýnh lưới sau ớp bè luôn. Công nhận lưới cục có tương lai. Chó bà. Anh thằng ơi gì đâu mà dài dữ. Tôi bắn ra một. Chó bè luôn rồi. Cải ớp ớp có cá là vui à. Anh nước trầu chú quá à. Dạ. Lại quýnh xé mút trần. Còn thế. Xé mút trần cho thằng nhí vậy đó. Dữ vậy hả? Trời ơi, hết chơi dây rồi mọi người ơi. Tôi nghĩ hết nữa chơi dây, vô hết chơi dây. Thề. Thôi rồi. Kéo dịp phao không, tối nay về ghi mình. Lần lưới. Tới con. Anh đù. Anh đù. Nói vô. Anh đù. Quá. Gỡ đàng hoàng, có giỡn hoài. Giỡn đâu. Gió tấm trong trong mà. Chỉ tiêu hôm nay của con là được bao nhiêu kìa? Không biết luôn. Như cũng được hả? Không biết cũng được. Kiểu này chắc bội thu nữa quá à. Không à. Trong bờ không mà. Thì cha không có thì con ít. Con chiếu ngoài.
À, quấn vàng lưới này hẳn ra thấy ham ham rồi, vô tưởng vô rồi, thấy vợ vô mé luôn rồi. Bữa nào cũng dưới gió chúng ta. Nó rồi dắt chiều là của ông trời với sáng của mình. Chiều là ông gió. Đó. Quýnh hồng, quýnh hồng chính không rồi. Ở hai ông chị cái hồ trên đó dữ lắm ha. Cái hồ dữ lắm. Quýnh chảnh vui. Chưa dính được đó. À cũng có à. Dễ gì mà không. Nước quét tắt vô mà. Nè quét hết. Sao chúng hơn hồi hôm không? Thôi hỏi thăm chứ có gì đâu. Hỏi chúng hơn hồi hôm không? Chúng hơn, nhiều hơn. Yeah. Hôm nghe đột với này chúng dữ lắm mà. Vàng cầu dính tép nhóc. Vàng vàng lưới dính tép. Vàng lưới dính tép nhóc luôn. Rồi nãy là vàng vàng lưới dính lưới rèo. Nó bỏ còn ngại hơn thôi ba anh lớn phúc. Cái gì? Em chung chứ ai? Tao đó ngày lớn đó ngã. Em bỏ xong đó lại tay lớn em xù xì luôn thấy hả? Nó hai người dính lẹo. Lại chứ. Tao nó nằm đâu mẹ chung cái đây là. Mà lớn nằm cho gần tay lớn cây sợ của anh chả nó sợ né đường nào. Cái gì phao dài quá hả? Sao? Ai biết tao? Em che cho kẹt nhỏ mà cậu ra. Đó là dính mới ghê chứ. Như phao dài rồi mới vậy chứ. Ủa, cấp cấp tao chạy xuống tao quýnh là thấy cái thao bằng cái thùng cái gì? Cái thùng 10 lít. Có ai? Đây chỗ đó đó. Thì đó nó bỏ móc dưới đây nè. Của mày quýnh hả? Đâu có em cái thùng màu vàng nè. Tôi thấy cái thùng 10 lít ở dưới đây nè. Ừ. Rồi tao mới chạy xuống điểm này tao quýnh. Tao quýnh sao vàng lưới tao vậy luôn. Tao quýnh sao vàng lưới tao xuống dưới luôn rồi ôm bè luôn. Bỏ. Bỏ lưới hay ghê chứ. Ghê chưa? Ờ yeah. Rồi chứ gì? Vô bè vô dây tó luôn à. Này kia là ốp bè nè. Ốp bè. Ốp bè luôn. Qua không? Ngày hôm qua cũng ốp bên này cũng ốp nữa. Đi bè với bè cái này nó giạt lưới lên. Đi nó giạt lưới lên luôn. Cái gì ra? Cầm gì ra? Mày bỏ mày chung bữa lưới rồi mày chú lấy thước với chung đo đường rồi cho cây. Cho cây á. Nhắm không được hả nghe hay nhi? Lưới đâu là phao hay nằm đó mới được. Lưới nằm nè, và nằm ngã. Đây quýnh lưới là vậy. Khâu rồi. Chưa đâu, tới khúc trên nè. Cái này là khâu rồi đó, khúc trên nhìn khúc trên. Đi xu cho lưới chạy xu xuống thẳng thẳng băng cái cơ vậy đây rồi. Vậy mà không cái lùa nữa con nào vậy. Lùa con gì chứ. Ấp được có một con học trò. Học trò cũng dính. Nó không dính. Đừng con lo đâu đi lạc rồi. Là gì mà dính. Lưới như nằm trên dây đó trời. Ốp vô. Trời ơi nãy giờ có một đống một má hơn. Mấy cái. Bỏ dưới đây gỡ có nhiều đó mà than nhiều. Nhiều đó đó. Tại cái này biết cục á. Tối nay đầu ngoài tao để cục đá tán thằng ngoài. Biết chi không? Giờ tới đó cái đầu lưới mình neo đó nó không trôi nữa. Nhi. Đâu có. Cách 20-30 thước hay 50 thước gì đó tao bồ dặn cục nữa. Trời trời. Cái kéo cho hồi xỉu không? Phát trời. Bên đây lưới cái quốc trời. Đây nó lưới bè. Đó kiếm cái vồ gì đây, ông nội vô cái vồ ai mà ăn. Hả? Dính gì luôn à. Dính dây tó chứ gì. Lên đá. Dây tó nè, đá nằm trên dây tó chứ đâu. Không rồi chú Tùng á. Không mà thách thu Tùng á. Thách thu rồi. Bữa nay mình có nhiều Tùng á. Có gì trong đầu không? Có được con cá sủ trà bá lửa. Chứ con cá ép trà bá nện. Có hơn không? Thách thu. Thách thu.
Thôi tao này không có con nào chứ. Ơi quên, có con học trò. Rồi tới công việc của mình cao cả lắm nè. Cái của con đâu rồi? Cái gì con? Dạ, tiếp. Hay muốn tài uống hay không? Khuya qua không? Chưa biết hả? Làm gì? Khuya qua không á? Ban đêm tao có đèn cái bộ. Ban đêm nước im hơn, có đèn nó ấy trời ngọn ơi. Rồi nè, ít cá. Anh em mình sẽ kết thúc tiếp đây đi. Ngày mai. Ai? Tiếp con lấy luôn không? Hả? Không. Rồi đếm con không được mày ơi, đếm tụi tao có mấy con à, lỗ mày. Ủa, là sao là thất với nhau xong bây giờ mình chơi kèo mình anh với là phải anh nhờ cá nhỏ nhiều con. Bây giờ nhóc luôn. Không mà cá nhỏ làm sao mà tính con được? Tính ký 60 con được. Tí lại là một con cá xanh kỳ cho 30 con cấu. Chết luôn. Ghê ghê luôn, ghê luôn. Hẹn cả nhà clip sau. Tao qua chơi nghe ơi. Anh em sẽ chiến đấu. Tao qua chơi mày. Nhiều cá. Câu mà mấy con cá là ăn em cũng chán em qua đó. Được rồi, giờ tôi kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay nha. Cùng anh Phúc và cháu Kiệt hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo. Bye 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 bye. Rồi đi về nha. Em nghĩ mình nhận lưới cá sét rồi. Giờ này cũng vừa cũng xong. Ơi, hẹn ngày mai đi. Thất phong buồn thiệt.